Chào các bạn và các em. Chào mừng các bạn và các em đến với khóa luyện thi đại học KIT 1 năm học 2014-2015 môn hóa học. Trước hết, chúng ta cùng nhau xem xét một chút về cái nội dung đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 với môn hóa học để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về cái cách ôn thi, luyện thi năm 2015. Thì trước hết, cái đề thi năm 2014 thì nó cũng nằm trong cái khả năng, tức là nằm trong các cái dự đoán của học.vn cùng với các thầy các cô trong các khóa luyện thi KIT 1 năm 2013. Đó là đề thi vẫn nằm phần lớn ở lớp 12, nội dung tập trung vào các cái câu hỏi trung bình và khá. Có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần nắm chắc được các nội dung kiến thức cơ bản thì chúng ta cũng có thể làm được 4 đến 5 điểm. Thêm một số câu trung bình có tính toán một chút và có sự tổng hợp một chút thì chúng ta có khả năng làm được 7-8. Và cộng thêm một số các cái bài tập khó và rất khó. Đấy. Cần phải có các cái thủ thuật, phải có các cái cách tính nhanh thì chúng ta có thể kiếm được điểm 9 và điểm 10. Cái sự phân chia cái nội dung, cái khả năng, cái mức độ của các câu hỏi là tương đối rõ ràng trong đề thi năm 2014. Thế 2015 thì thế nào? Và cho dù là thi ở cái khả năng nào, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổ chức các kỳ thi kiểu nào đi chăng nữa thì cấu trúc của đề thi vẫn không thay đổi. Đấy, vẫn chưa có sự thay đổi nào. Cấu trúc đề thi vẫn được chia làm các cái phần. Nội dung chủ yếu vẫn tập trung vào lớp 12, bên cạnh đó là các cái nội dung, các cái chuyên đề của lớp 10 và lớp 11. Đấy. Trên cơ sở cấu trúc đề thi đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, thì chúng tôi cùng xây dựng một cái khóa luyện thi đại học môn hóa học KIT 1 năm 2014-2015. Đấy. Với những cái phần đặc biệt trọng tâm sau đây. Thứ nhất là sự khác biệt. Sự khác biệt đầu tiên mà các bạn và các em có thể nhìn thấy ngay trong khóa năm 2014-2015 này, đó là tất cả các bài giảng, khoảng gần 150 bài giảng được xây dựng hoàn toàn mới. Đấy. Thế thì cái nội dung mới này nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ tổ chức cho chúng ta trong các cái điểm mới sau đây. Thứ nhất là một số các cái phương pháp mới, một số các cái dạng câu hỏi mới được cập nhật, được bổ sung trong khóa luyện thi KIT 1 năm nay. Với thứ hai, đó là đề thi có một cái xu hướng khác, một cái xu hướng hơi khác so với các năm trước, đó là tập trung vào việc thực hành và liên hệ với thực tế. Thì trong cái khóa luyện thi KIT 1 năm 2014-2015 này, chúng tôi cũng sẽ bổ sung thêm, bổ sung và cập nhật các cái dạng bài tập này. Bên cạnh đó thì các nội dung kiến thức cơ bản vẫn được cung cấp một cách đầy đủ để giúp chúng ta trong cái việc nắm chắc được các cái nội dung trọng tâm nhất, nội dung kiến thức cơ bản nhất để có thể lấy được điểm 4, điểm 5. Bên cạnh đó vẫn phân chia ra các cái mức độ bài tập, bài giảng khác nhau để các bạn có thể lấy được điểm 7, điểm 8 ở cái mức độ các bài tập ở dạng khá. Đó. Ngoài ra thì cũng sẽ cung cấp một số các bài tập khó và rất khó. Bên cạnh đó là các phương pháp giải các dạng bài tập này để giúp các em có thể kiếm được, tìm được các cái điểm số 9, thậm chí là 10. Đó. Mục tiêu chung của khóa luyện thi KIT 1 năm 2014-2015 là giúp cho chúng ta chỉ cần học khóa này, làm thêm các bài tập đính kèm thì chúng ta đã có thể quên đi hay là không cần thiết các cái khóa luyện thi khác bên ngoài mà vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhất của đề thi năm 2015. Vậy thì với chúng ta thì cần những cái điều gì khi tham gia khóa KIT 1? Thứ nhất, chúng ta phải học, phải xem xét tất cả các bài tập, các cái bài giảng trong khóa, không nên bỏ sót bài nào. Bởi vì các cái bài giảng này thì thứ nhất là có các cái mức độ được phân chia thành các cái mức độ khác nhau, và bên cạnh đó là có cái sự liên kết giữa các bài toán.
giữa các bài giảng khác nhau. Thứ hai là chúng ta nên xem lại nội dung lý thuyết và làm các bài tập trong các cái tài liệu đính kèm. Và một cái sự khác biệt rất lớn trong khóa Kích 1 năm 2000 năm nay đó là cái sự tương tác giữa thầy cô giáo của các bạn biên tập viên của học mãi.vn và với chúng ta. Nếu bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới nội dung kiến thức môn hóa học của khóa cũng như là các nội dung hóa học bên ngoài khác mà chúng ta còn thắc mắc thì cứ hỏi bằng cách này hay bằng cách khác, bằng điện thoại, bằng email hoặc thậm chí là bằng Facebook, thì liên hệ với học mãi.vn. Một số thầy cô là biên tập viên của trung tâm và trực tiếp là giáo viên, trực tiếp là tôi sẽ giải đáp các thắc mắc đó. Và chúng ta đã có một kế hoạch là một tuần chúng ta sẽ có một cái thời gian trả lời trực tuyến, trả lời trực tiếp thắc mắc trên Facebook vào một ngày cố định. Đó. Mục đích cuối cùng là làm thế nào đó để chúng ta trong một cái thời gian không nhiều, chúng ta học tập được một cái lượng kiến thức đủ để đạt được một cái kết quả tốt nhất, hài lòng nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015. Chúc tất cả các em thành công.